quý vị khán giả, tất cả chúng ta đều mong được sống trong một xã hội thanh bình, mọi người chăm chỉ làm việc, hưởng thụ đúng sức lao động của mình và góp phần xây dựng thành phố quê hương phồn vinh. Tuy nhiên, vẫn có một thiểu số những kẻ thích sống theo kiểu ăn bám, lừa đảo hoặc cướp giật để có thể hưởng thụ mà không tốn sức lao động. Chúng bày ra trăm phương ngàn kế, bị mọi người phát hiện lên án, lại lập tức nghĩ ra cái khác tinh vi hơn, tàn bạo hơn. Và điều đáng tiếc là không ít hành vi lừa đảo trộm cắp đó lại vô tình được sự tiếp tay của nạn nhân thông qua thói phô trương khoe của, không cẩn thận trong giao tiếp hoặc bỏ qua những nguyên tắc bảo mật cần thiết trong gia đình khi đi lại giao tiếp. Góp một tiếng nói vào việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, chương trình Chuyện Cảnh Giác của Đài Truyền hình Vĩnh Long thông qua những tiểu phẩm mang tính thực tế cao sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin hữu ích nhằm bảo vệ mình và người thân trước những chiêu trò của kẻ xấu. Chương trình thời gian qua đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của khán giả xem đài và chúng tôi rất mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy trong chương trình. Ủa sao mày không quay lại giúp người ta? Mày biết cái gì? Thời buổi này trộm cướp này đường, quay lại giúp nó, lão nó giàn cảnh hại mình sao? Có đứa đi đường á, tốt nhất là đi một đường thẳng. Nghe lời tao đi. Có đứa con gái chút xíu mà nó làm giàn cảnh như thế nào đâu mà giàn cảnh. Thôi mày quay lại giúp lên người ta đi, con gái mà, tội nghiệp nó mà. Giờ này công việc của con nhiều quá đó cô, cho nên con tính lấy hồ sơ ở trên công ty rồi về phòng trọ làm luôn. Nhưng mà con không có laptop, cho nên con tính mua cái laptop đó cô. À vậy cũng tốt. Dạ. Giờ cô thấy cái tuổi trẻ nó cứ phải có cái laptop rồi nó về nhà nó làm việc rồi giao luôn. À trong bọc đồ này có cái áo này rất là quý, áo của mẹ chị đó, mua mắc tiền lắm nhé. Em thấy không, mấy cái vị trí này nè, giặt cẩn thận nha, không được giặt bằng máy giặt, giặt bằng tay đi, thấp sấy kỹ cho chị nha. Dạ dạ em nhớ. Em mà làm hư nó là không có tiền đồ nào đó, chị mua bển lên đó, có mua lại cái hai cũng không có đâu, nhớ nha. Chị còn gấp để mai mẹ chị đi tiệc, mẹ chị quý lắm luôn á. Dạ dạ. Nhớ giùm chị nha. Dạ, vậy chiều mai chị lấy nè. Cái này hả chú? Thôi cái này chú yên tâm, để hơi con chạy giấy nhám rồi cần thiết thì tụi con bắn gắm lên luôn cho chú. Dạ. Sơn kỹ một chú nha, đừng cho nhiều nhá một lum á. Dạ dạ. Ờ, có nè. Nè, đi hết từ đây đi. Đi mua một lần luôn ha. Hình dung về kẻ cướp, người dân vẫn quen mặc định trong đầu và đề phòng những kẻ có vóc dáng bậm trợn, điệu bộ hung hãn hay là những con nghiện với dáng vẻ lắm lét, hành động liều lĩnh bất cần. Nếu có phụ nữ tham gia thì đó cũng sẽ là những kẻ mồm năm miệng mười, chua ngoa đanh đá. Thật sai lầm khi nghĩ như vậy, vì kẻ cướp có thể mang một vóc dáng rất liễu yếu đào tơ, sắm điệu bộ nạn nhân yếu đuối. Tiểu phẩm sau đây sẽ tái hiện lại một trong những trường hợp đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ủa sao mày không quay lại giúp người ta? Mày biết cái gì? Thời buổi này trộm cướp này đường, quay lại giúp nó, lão nó giàn cảnh hại mình sao? Có bây đứa giờ con... đi đường tốt nhất là đi một đường thẳng. Nghe lời tao đi. Có đứa con gái chút xíu mà nó làm giàn cảnh như thế nào đâu mà giàn cảnh. Một cô gái yếu đuối đẩy chiếc xe máy nặng trịch đi trên đường. Hình ảnh đó rất dễ gợi lòng thương nơi người qua lại. Nhưng nếu đó là một kẻ gian trá hình thì hai anh chàng này đã bị sa vào một cái bẫy rồi. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xem sự thể thế nào. Ủa, xe em sao vậy? Dạ, xe em hết xăng rồi. Nãy giờ em đẩy mệt lắm. Mà trời nắng nữa. Anh ở đây biết cái xăng đâu không anh? Xăng túc ở chỗ đây mà, xa lắm em à. Ừ, xa quá. Bây giờ em biết làm sao nữa anh. Hay là em ngồi trên xe đi. Anh nhờ thằng bạn với anh đẩy em ra cái xăng đổ xăng cho em về. Dạ. Bàn qua bàn lại, cuối cùng hai vị khách qua đường và cô gái đã thống nhất được kế hoạch
giải cứu chiếc xe một cách hợp lý. Hai chàng trai thật thà không hề biết họ đang tự đưa đầu vào chiếc bẫy khi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy em? Dạ em không biết gì anh. Em đang chạy xe hai này, tắt xe lấy xe em anh. Ủa sao em nói gì kỳ vậy? Ban ngày em anh cướp xe tao phải không? Phải không? Có đâu? Phải không? Sao? Quay đầu cướp anh tôi? Hả? Xe hả? Ôi, tao cướp xe. Kim xe, kim xe, kim xe. Mày thấy chưa? Tao đâu là mày được giúp rồi. Mày không nghe? Giờ tôi nhìn thằng tăng xe của ba mẹ đâu đây? Tao có biết đâu? Nữ quái này đã đóng tròn vai dụ dỗ được một con mồi và đồng bọn của cô ta đã hoàn thành trót lọt phần còn lại là đe dọa và cướp của. Hai chàng trai này lần sau hắn sẽ thận trọng hơn, quan sát kỹ hơn khi quyết định dừng lại giúp ai ngoài đường. Và đó cũng là kinh nghiệm dành cho tất cả chúng ta. Giúp người là việc nên làm. Ông bà ta vẫn thường khuyên con cháu như vậy. Nhưng phải là giúp những người xứng đáng cơ, sống tốt, có đạo đức hay là những người gặp hoạn nạn. Còn nếu không cẩn trọng, nhiều khả năng ta sẽ gặp phải một kẻ lừa đảo hay lợi dụng lòng tốt của người khác. Tiểu phẩm sau đây tái hiện lại một trong nhiều cảnh ngộ đó, khi lòng tốt đặt không đúng chỗ đã bị lợi dụng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ủa, hình con Phấn vậy? Trời ơi, bay làm gì núp ló ngoài đó vậy bay? Vô đây đi Phấn. Dạ, dạ con chào cô. Vô đây, có chuyện gì, vô đây nói. Dạ. Chị con. Dạ, chuyện là vậy. Con, dạo này công việc của con nhiều quá đó cô. Cho nên con tính lấy hồ sơ ở trên công ty rồi về phòng trọ làm luôn. Nhưng mà con không có laptop. Cho nên con tính mua cái laptop đó cô. À, vậy cũng tốt. Dạ. Giờ cô thấy cái tuổi trẻ nó cứ phải có cái laptop rồi nó về nhà nó làm việc rồi giao lưu với bạn bè đâu đó, con mua cái laptop á. Dạ. Nhưng mà có cái là con không có đủ tiền để mua cái laptop nên nghĩ sao muốn qua đây mượn tiền cô phải không? Dạ, dạ không phải, con đâu có tính làm phiền cô đâu. Thật ra là con tính mua trả góp. Nhưng mà người ta bắt con là phải có hộ khẩu ở trên Sài Gòn nè. Mà cô biết rồi, con dân tỉnh lên đây rồi ở phòng trọ nhà cô cũng mấy năm nay, con làm gì mà có hộ khẩu trên này. Bởi vậy con tính nhờ cô đứng tên giùm con, rồi mỗi tháng cái con ra con đóng tiền cho người ta, không có phiền cô nhiều đâu cô. Thôi bây giờ cô nói thiệt bích lòng trước được làm sao, con ở đây bao nhiêu năm thì cô cũng biết là con hiền lành rồi, nhưng mà có cái á, con mua làm sao á, là con tự giải quyết đi chứ mà biểu cô á là phải lấy giấy tờ rồi ra đứng tên rồi người ta tới đây hàng tháng nó phiền hà cô lắm, mà cô chú cũng già rồi, ba cái đó cô chú không có rành đâu. Thôi nha con, cô không có giúp con được cái chuyện đó đâu. Ủa dạ. Chuyện gì vậy bà? Dạ. Ủa con à, mới dạ, tới con, hả? Con chào chú. Dạ con mới tới. Dạ chú. Chuyện gì vậy bà? Thì đó, giờ nó muốn mua cái laptop mà nó nhờ mình á lấy giấy tờ hộ khẩu đây phải đứng tên mua cho nó, để hàng tháng ta tới đây á người ta lấy tiền góp. Thôi không có giúp cái đó được đâu. Cái chuyện này á tôi thấy cũng nhỏ mà, bà coi giúp được thì cứ giúp đi. Chứ con Phấn á nó ở trọ cái nhà mình á mấy năm nay rồi, tánh nết nó hiền lành, mà cái chuyện gì bà không giúp được coi nó cũng kỳ. Nhưng mà ông nghĩ làm sao vậy? Nhà mình cái cơ ngơi á là ngon lành như vậy mà cái giờ mỗi tháng á người ta tới đây người ta lấy góp mấy trăm ngàn à. Ông thấy có kỳ không? Ông không kỳ chứ tôi kỳ à? Dạ dạ không phải đâu cô chú. Thì con chỉ tính nhờ cô chú đứng tên giùm con thôi, nhưng mà con sẽ chủ động lên đóng tiền, con không có để người ta lại đây đòi tiền cô chú đâu. Nè bà, mỗi tháng á bà có đi chùa không? Rồi sao? Thay vì á bà đi chùa bà làm từ thiện thì cái này á bà giúp được cho con Phấn thì bà giúp, chứ tôi thấy cái chuyện này rất nhỏ mà, mình giúp được thì cứ giúp đi. Ông nghĩ sao vậy? Mình già cả rồi, ba cái giấy tờ mà mình có biết gì đâu mà mình giúp ba cái chuyện đó. Dạ 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 thôi, nếu mà không được thì thôi để con tự tìm cách con mua, chứ để cô chú vậy con cũng thấy ngại quá. Thôi nếu mà không được thôi con cảm ơn cô chú nhiều, con xin phép con về. Nè rồi vậy đi. Nè, dạ nè.
con cứ ngồi xuống đó đi. Con dạ. biết á, cái nhà này á là chú quyết. Bà coi á, có giúp được thì giúp. Bực mình ông quá, ông làm gì đó ông làm đi. Dạ cô. Bà. Coi cô. Cô giận hay sao chú? Chú lên chú năn nỉ cô cùng con nghe chú. Không sao đâu con. Nè. Dạ. Chú quyết định rồi. Dạ. Ngày mai á con cứ tới đây. Thím Tư có vẻ cẩn thận, nhưng chú Tư sởi lởi thương cô gái nhỏ hiền lành vẫn ở trọ nhà mình bấy lâu nay, nên màu mắn nhận lời giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là chú sẽ đứng tên trên hợp đồng mua hàng. Còn chuyện nợ nần thực hư ra sao chỉ là thỏa thuận miệng giữa chú và cô gái. Một quyết định phải nói là liều mạng với chú. Bà ơi, bà làm gì trên đó vậy? Ông đi đâu về mà ông làm gì ông réo tôi dữ vậy? Tôi đi lo cái vụ mua laptop cho con Phấn đó. Ý trời đất ơi, rồi rốt cuộc nói vậy mà ông đi mua cho nó thiệt đó hả? Thì chứ làm sao, lớn rồi, hứa nó hôm qua thì phải thực hiện chứ. Tôi nói cho ông biết nha, rồi á nó không đóng, rồi người ta tới đây người ta đòi hàng ngày, người ta nẹo nẹo á là ông chịu nha. Bà cứ nói la sùm. 20 triệu á, nó đâu có tới đâu đâu. Con bé nó ở đây bao nhiêu năm rồi, tánh nết nó hiền lành, mà không giúp được nó thì coi cũng kỳ. Kỳ cái gì? Kỳ á thì ông lo đi nha. Rồi có chuyện gì xảy ra đó ông ráng mà ông ôm. Có hai ông... có 20 triệu à. Nói như vậy mà cũng làm cái ông này phải nói thiệt là bướng này. Ba. Vậy là chú Tư đã chính thức đứng tên trên sổ nợ. Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra như ông chủ nhà trọ tốt bụng này nghĩ. Dạ chú ơi, chú cho con thu tiền. Ủa, tiền gì chú em? Dạ con thu tiền góp laptop á chú. Cái gì? Dạ, dạ dạ chú có phải là chú Nguyễn Văn Luân chú? À đúng rồi. Dạ trước đây là chú có đứng tên để mua trả góp một cái laptop. Dạ bây giờ con đến thu tiền trả góp hàng tháng. Thì đúng rồi, nhưng mà cái con bé Phấn á, mỗi tháng nó đều lên đó đóng mà. Dạ mấy tháng trước thì con Phấn có đóng đủ, nhưng mà tháng này của ta đóng trễ một tuần rồi chú. Ờ vậy hả? Dạ. Thôi chú chờ tôi chút, để tôi qua phòng tôi kêu nó. Nó qua đây thì có gì nó gặp nó đóng luôn ha. Dạ cảm ơn chú. À trời ơi ông ơi ông ơi. Hả? Cái gì? Tôi mới quay nè, bên con Phấn nó dọn đồ đi hết rồi. Bà nói sao? Con Phấn nó dọn đi rồi hả? Trời ơi. Nó đi hồi nào? Con nhỏ kế bên nó dọn đi hồi hôm rồi. Trời ơi, sao bà không biết vậy? Trời đất ơi, ai mà biết được, nó dọn ở đâu nửa đêm mà ai mà biết. Ủa? Rồi chú em là ai vậy? Dạ con là nhân viên tiền gấp laptop. Trời đất ơi, đó ông thấy chưa? Tôi nói ông mà ông không nghe. Đó, bây giờ nó đi rồi, hậu quả đó ông lãnh hết đi. Cái gì đâu mà bà lá sùm biết đó. Dạ, lúc cuộc là chú có trả tiền. Thôi về đi. Mai tôi lên tôi đóng cho. Dạ. Đem cô chú con rồi. Dạ rồi, mà con biết nữa. Và bây giờ thì chim trời cá nước chẳng biết vợ chồng chú Thiếm Tư sẽ lần ra cô gái ở trọ bằng cách nào. Mà nếu có tìm được, chắc gì bắt được cô ta trả tiếp đống nợ góp. Vì rõ ràng người đứng tên vai là chú Tư. Ai sẽ làm chứng cho chú đây? Đây là một bài học lớn cho vợ chồng người chủ nhà trọ tốt bụng và cả tin. Quý vị cũng cẩn thận với những chuyện nhờ vả đứng tên như thế này nha. Một tiệm làm dịch vụ giặt ủi tưởng như là nơi rất hiếm xảy ra lừa lọc, cướp đoạt, nhưng đôi lúc cũng rơi vào tầm ngắm của bọn lừa đảo. Thường trước khi gây án ở những nơi này, bọn chúng bỏ công sức điều nghiên rất kỹ, chọn nơi vắng vẻ, ít người trông coi và nhắm sẵn những món đồ chúng sẽ lấy đi. Chuyện xảy ra trong tiệm giặt ủi này là một ví dụ để chúng ta nâng tầm cảnh giác với một thủ đoạn mới. Xin mời quý vị cùng xem. Em giặt mình dậy bịch đồ này nha. Dạ. Chị tên gì để em đi vô? Trời ơi, chị giặt bao nhiêu lần mẹ không nhớ tên chị nữa. Chị tên Quế. Dạ, chị Quế. Trong bọc đồ dạ. mẹ có cái áo này rất là quý, áo của mẹ chị đó. Mua mắc tiền lắm nhá. Em thấy không mấy cái chi tiết này nè. Giặt thử thử nha, không được giặt bằng máy giặt. Giặt bằng tay đi, hấp sấy kỹ cho chị nha. Dạ dạ, em nhớ. Em mà làm hư nó là không có tiền đồ đâu đó, chị mua bỏ lên đó. Có mua lại cái hai cũng không có đâu. Nhớ nha, chị còn gấp để mai mẹ chị đi tiệc.
mẹ chị quý lắm luôn á. Dạ dạ. Nhớ giùm chị nha. Dạ, vậy chiều mai chị lấy là được. Ừ, nhớ chị mai nói cho chị qua chị lấy nha. Dạ dạ. Nhớ đó. Người khách hàng nhấn đi nhấn lại về một chiếc áo dài rất đắt tiền để buộc cô nhân viên phải lưu ý. Làm dịch vụ giặt ủi, hẳn đây không phải là một ca khó với tiệm, nhưng thái độ quá quan trọng hóa một món đồ của người khách có gì đó không bình thường. Em, cho chị lấy bình đồ hôm bữa nha. Dạ rồi, chị có rồi. Nè chị, đồ của chị là 25 ngàn. Ờ. Với cái áo hôm bữa là 60 ngàn, là 85 ngàn. Để tiền lấy mới chị coi thôi. Được rồi, không sao đâu em, chị về đi. Đến lúc nhận hàng thì ngược lại, người khách chẳng hề chú ý đến việc kiểm tra chiếc áo đắt tiền, chẳng giống chút nào với lúc giao hàng. Dường như có một điều gì khuất tất ở đây. À, chiều nên tới ha. Rồi rồi, chiều anh tới sớm nha. Rồi rồi. Tôi ngờ cái tiệm cô làm ăn như vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Đâu rồi, mất tiêu rồi. Cá của tôi đâu? Cái gì vậy chị? Cá của tôi đâu rồi? Cá nào chị? Cá hôm bữa tôi gửi tôi gặt riêng đó hả? Cá đó em đã bỏ vô bịch cho chị rồi. Tôi không thấy, tôi tìm biết bao nhiêu lần cũng không thấy cá ở đâu hết. À thì ra cô thấy nó mất tiền của chị đúng không? Hồi sáng tiền cô làm ăn như vậy đó. Hồi sáng em nói em chị kiểm tra lại chị không thấy hả? Giờ cô giấu cái áo của tôi ở đâu? Đừng có tìm. Đâu rồi? Em đã bỏ cho chị rồi. Chị tôi ơi, không có biết phải không em? Phải áo này không dạ? Phải áo này không dạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng cái áo. Ủa? Của tôi nè, đúng cái áo của tôi này nè. Bây giờ là sao? Này... ở đây của tôi. Em đã bỏ vô bịch rồi, làm sao tại sao nó ở đây? Tôi đâu có biết đâu. À thì ra cô thấy cái áo của tôi mất tiền, cô được giữ lại cô bán phải không? Cô phải không? Thôi chị ơi, có áo là thôi mình đi về. Không, để tôi làm rõ chuyện này. Bây giờ cô bên sau này hả? Cô đợi tôi đi. Đó, đi đi chạy rồi nè, cô thấy chưa? Đi Quế ơi, Quế à, đi. Quế sao? Có rồi, sao? Sao? Đi về đi. Bỏ đi cô làm mẹ chưa? Cô nhớ hay chưa? Bỏ đi chị ơi. Sao chị? Không lần sau đâu đó. Nhiều gì đâu. Mà dữ dữ vậy. Laptop. Điện thoại. Đâu mất hết rồi. À, sao? Vậy là hai người đây giàn cảnh. Hai thái độ, hai cách hành xử thật ra chỉ là cái cớ để che giấu một âm mưu của những kẻ lừa đảo. Kiếm cớ, lục soạn bới tung đồ lên để thừa cơ trộm cắp. Chỉ tội nghiệp cô nhân viên quá non nớt ngây thơ đã bị dọa đến tai xanh, mày mặt, không làm chủ được tình huống. Đây là một trường hợp dàn cảnh trộm cướp thường xảy ra ở những tiệm nhỏ, ít người trông coi, ở nơi cũng vắng người qua lại. Quý vị hãy cảnh giác người thân của mình nếu ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy nha. Năm hết Tết đến, ai cũng muốn sơn sửa, trang trí ngôi nhà mình sao cho mới mẻ và đẹp hơn. Người giàu thì tìm đến những dịch vụ cao cấp, người ít tiền hơn thì nhờ các dịch vụ bình dân, giá rẻ phù hợp với túi tiền. Đó cũng là tinh thần liệu cơm gắp mắm, phù hợp. Nhưng hãy cẩn thận, rất nhiều kẻ lừa đảo cũng đang ăn theo phong trào này để chờ thời cơ thích hợp, ra tay đào chích. Tiểu phẩm dưới đây tái hiện lại một trường hợp khá là phổ biến khi mà ông thợ hiền lành bỗng chốc hô biến thành kẻ trộm. Xin mời quý vị cùng xem. Ông ơi, uống ly nước đi cho nó khỏe đi rồi làm. Để tôi. Ông tiễn cái đó xong chưa mà nãy giờ có nhiều đó thấy ông đứng ông cắt hoài à? Trời ơi, ba cái sâu được lưng rồi. Nhà cửa giờ cũ kỹ quá. Tôi tính bạn bà, rồi giờ mình sửa sang nhà cửa lại cho nó mới để mình tiếp khách luôn. Ý bà sao? Bây giờ đã cuối năm rồi mà ông còn bày biện ra làm chi? Nhà cửa mình thì nó cũng còn mới, chứ nó đâu có hư cũ chỗ nào đâu. Như vậy thì làm cũng được rồi, ông bày chi cho tốn kém. Mà cả năm nay á đã làm ăn đã không có được rồi. Bà lúc nào cũng vậy. Thì bây giờ không sửa sang toàn bộ thì bây giờ hư chỗ nào mình làm chỗ đó. Tôi thấy trong nhà mình không có chỗ nào hư. Ông nhìn từ trên xuống dưới đi, cái nào nó cũng còn mới hết trơn á. Mà có cái gì đâu mà phải sửa. Còn không á, tôi thấy để qua năm rồi từ từ mình làm được rồi mình sửa một lúc luôn. Đó, bà nhìn cái cửa kìa, nó xét rẹt cái ráo rồi. Mấy cái màu đen này nó cũng không hợp với mình. Tôi tính đổi là màu trắng theo phong thủy cho coi nó thay đổi được gì không. Nhưng mà bây giờ nó đã cận cuối năm rồi, ông kêu ai người ta tới ta làm cho ông. Ông biết ai đâu mà ông kêu. Trời ơi, tôi đi tôi thấy dọc đường theo cục điện á, nhiều công ty dịch vụ sửa chữa nó dán dọc đường có Zalo họ tới làm không có gì hết. À
ông đừng có tin tưởng mấy cái chỗ đó nó đâu có công ty, đâu có tên tuổi gì đâu. Rồi ông biết người ta sửa sao mà ông kêu tới đây đón năm mới để lấy hình, đồng thời cho đẹp mặt vợ chồng cũng là một nhu cầu chính đáng. Nhưng không dư giả về tài chính thì chọn theo cách của anh Phú, mời thợ giá rẻ cũng khả dĩ chấp nhận được. Nhưng liệu những người đang rao giá thấp dưới mức thực tế ấy có đáng tin không? Hơn nữa anh Phú cũng chưa biết gì về khả năng lao động, chất lượng xây dựng công trình của những người này ngoài những dòng quảng cáo có cánh. Lấy gì đảm bảo cho lòng tin của anh? Bây giờ á thì nói chung là mấy cái mà đồ để sân cửa thì có đủ hết rồi, nhưng giờ còn thiếu xăng anh. Với phần cái cửa này nè, nó màu đen, không biết bây giờ anh chị á có định là đổi tông màu khác nữa không? Sơn lại chú màu trắng đi cho nó sang sủa ha. À, nó hợp với tông nhà đúng không? Ừ. Dạ rồi, được rồi. À, xăng mua nhiêu nữa con? Thì con nghĩ thì mua chừng cỡ 2-3 lít nữa là đủ rồi. À, chú ơi, nãy con thấy ở trong nhà đường dây điện nó xuống cấp lắm rồi đó. Chú có coi chú nên sửa lại đi, chứ không thì bây giờ mấy cái vụ cháy nổ nó hay liên quan đến điện lắm á chú. Chú cẩn thận mấy chuyện này nha. Nó nói đúng rồi đó anh. Bởi vì chút nữa anh có đi mua thì anh mua luôn đi, rồi về cho tụi nó sẵn, nó làm luôn cho tiện anh ha. Thôi, tôi sẵn mấy đứa làm giùm chú luôn. Nhưng mà mua cái gì gì á, mấy đứa ghi ra cho chú để mua lần luôn ha. Dạ. Vậy thì cô chú cho con tờ giấy viết đi, con ghi lại cho. Em lấy cái viết cái giấy. Ừ, chú nữa sẵn dầm giá dầm chú cái đó nha. Ờ, cái này hả chú? Ừ. Rồi, cái này chú yên tâm, để con, để hơi con chạy giấy nhám rồi cần thiết thì tụi con bắn gắm lên luôn cho chú. Dạ. Sơn kỹ kỹ dùm chú nha, đừng cho nhiều nhám lum á. Dạ, dạ. Rồi, có nè. Nè, ghi hết vô đây đi. Anh đi mua một lần luôn ha. Ừ. Khỏi mất công. Có mua đường dây điện là mua nhiêu thì nói đó nha. Sẵn ghi chú đi mua lần luôn, xăng nước sơn cọ gì đó thiếu gì đó rồi chú đi mua luôn. Dạ. Rồi rồi. Mình mua như đây đủ rồi. Rồi có gì mua về giúp mình coi nha. Anh coi đây đủ chưa? Thiếu gì thì mua thêm, có gì dạ, cần gửi. Có gì ở nhà tôi làm mà có thiếu gì thì em gọi cho anh ha. Vậy em coi nhà ha, rồi, anh đi mua đồ. Mới bắt tay vào làm việc chưa được bao lâu, anh Phú đã bị mời khéo đi chỗ khác với cái cớ là mua dây điện, mua thêm sơn. Liệu đây có phải là kế điệu hổ ly sơn? À cô ơi, có nước không cô, cho tụi con xin rồi, nước, rồi. Khát nước. Nước. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Ờ, mấy đứa làm nha, chú đi qua đầu nha. Dạ. Đây, nước đây, nước đây, hai đứa uống đi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nhớ chùi cái đó cho kỹ nha. Dạ. Rồi chút xíu nó sơn lại cho đó đi, chỗ đó nó cũng bị tróc rồi đó. Dạ, dạ. Cô yên tâm cô. Xong rồi làm xong rồi vô coi mấy cái đường dây điện luôn ha. Dạ. Rồi uống đi rồi làm nha. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi. Cái gì cô? Cô, chồng cô bị đụng xe ngoài kia kìa cô. Ủa, sao mày biết chồng của tôi? Phải chồng của tôi không, chứ chồng của tôi là chạy xe cẩn thận lắm đó. Chồng của cô là cái chú mập mập đúng không? Đúng rồi. Mà cái áo sơ mi màu trắng có chấm đỏ đen. Rồi rồi, đúng rồi. Chạy chiếc xe mà biển số 18577 đúng không? Ủa rồi giờ sao mà chú đang ở đâu rồi? Bị chấn thương sọ não rồi cô ơi, đưa đi cấp cứu rồi. Mà chiếc xe đang còn ngoài ngã tư á. Rồi rồi rồi, được rồi. Vậy đi. Hai chú cho tôi gửi nhà coi giùm tôi nha. Dạ. Chạy ra đó tôi về liền. Dạ, rồi, rồi. Chị giùm. Lẹ lẹ coi. Một lần nữa chị vợ lại được điều ra khỏi nhà với cái cớ không có gì hợp lý hơn. Chồng bị tai nạn đã đưa đi cấp cứu. Vậy là chủ nhà đã ra khỏi nhà. Thật thích hợp cho kẻ xấu ra tay nếu gặp đúng kẻ có dạ tâm. Con chạy từ từ đợi tôi. Nhanh, nhanh đi cô ơi. Cậu chạy từ từ đợi tôi với, tôi mệt quá, tôi chạy không có nổi. Nhanh đi cô. Cậu ơi, đợi tôi với cậu, tôi xách dép lên, tôi chạy theo cậu nè. Nhanh đi cô ơi. Sao cậu ơi, giờ tới đây đi đâu nữa cậu? Cô chạy thẳng lên chợ đi. Còn xa không cậu? Tới cái ngã tư, cô quẹo phải là cô gặp à. Cô đi đi. Trời ơi, ông ơi. Ông mà có chuyện gì chắc tôi chết quá ông ơi. Ủa em đi đâu vậy?
Ủa anh nó sao không vậy? Anh có gì đâu. Ủa anh ở đây sao mà con thằng kia? Ủa thằng nào? Cái thằng đó nó lên nó chạy lại nó nói là anh bị xe đụng ở chỗ ngã tư bị nặng lắm, đưa cấp cứu rồi, nó chỉ em chạy lên đây nè. Trời, anh có bị gì đâu, anh đi mua đồ mà. Ủa vậy làm sao? Rồi em đi ra đây rồi về nhà cửa đóng ai coi kìa. Trời chết rồi, không hay không để nó lừa em. Đi chạy về. Lên chạy về nè. Trời ơi, nó mới nói vậy em chạy nãy giờ thấy mồi chạy ra đây luôn nè. Ngừng anh ơi, tụi nó đâu hết trơn rồi. Em chạy vô nhà coi có tụi nó không nghe. Tụi nó gom sạch đồ hết rồi anh ơi. Không còn cái gì hết trơn á. Nó lấy đi hết trơn rồi, mất chân của cả nhà mình hết trơn rồi. Một con lừa đảo mà. Anh đi báo công an liền đi. Em phải về coi nhà nha. Rồi anh đi. Em nhà đi, để em đi cho. Rồi. Hóa ra đây đúng là mưu cao của những kẻ cấp giả danh thợ hồ. Có lẽ chúng đã rất dụng công sắp đặt trò này để nếu gặp gia đình có hoàn cảnh phù hợp là ra tay, để lại một bài học mất của đau lòng cho gia chủ. Lần sau khi cần tìm thợ về làm trong nhà, có lẽ anh Phú sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều. Nhưng cái cấp này cũng làm tổn hại uy tín của những người làm ăn lương thiện. Hy vọng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Thưa quý vị, chuyện cảnh giác là những tình huống có thật trong cuộc sống, được chúng tôi chắt lọc lại những chi tiết đắt giá nhất và đưa vào các tiểu phẩm nhằm cung cấp cho quý khán giả cái nhìn trực quan sinh động về một số thủ đoạn của bọn cướp giật lừa đảo hiện nay. Chỉ cần tôn trọng pháp luật, bình tĩnh, suy xét cẩn trọng trước các tình huống, không phô trương tài sản khi ở nơi công cộng là chúng ta đã góp phần giữ gìn bình yên cho bản thân và gia đình. Quý vị có thể gửi những tình huống có thật vào hộp thư Đài Truyền hình Vĩnh Long để chia sẻ với mọi người những câu chuyện đã gặp trong cuộc sống, để chúng ta cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, cải thiện hình ảnh quê hương trong mắt bạn bè quốc tế. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Cảnh Giác tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.